Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 10 giờ sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Rà soát các ngành nghề cấm kinh doanh hoặc kinh doanh đầu tư có điều kiện. Bất hợp lý trong quyết định thu phí tại cửa khẩu Tây Ninh. Trong phần tin quốc tế, cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine đẩy người dân nước này tới một tương lai u ám. Sau đây là nội dung chi tiết. 8 ngành nghề có thể bị cấm kinh doanh ở Việt Nam, đó là danh mục được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại cuộc họp thường trực chính phủ ngày hôm qua, cho ý kiến vào báo cáo rà soát xây dựng danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, trong số 51 ngành nghề hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư kinh doanh thì Bộ đề xuất chỉ còn 8 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Còn trong số 386 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 16 bộ ngành thì có thể bãi bỏ được 56 ngành nghề. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo các danh mục đảm bảo chất lượng, khả thi, đề trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại kỳ họp tới. Việc xây dựng danh mục và những quy định đặt ra phải nhằm đạt mục tiêu cao nhất là đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, hạn chế sự tùy tiện, nhũng nhiễu và phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Thủ tướng lưu ý việc rà soát để bãi bỏ hoặc bổ sung phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết hội nhập, bao quát và đảm bảo xử lý được những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, những vấn đề mới, đòi hỏi mới mà cuộc sống đặt ra. Về danh mục ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của dự thảo luật đầu tư sửa đổi và dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất trí với đề xuất không ưu đãi đầu tư đối với các ngành nghề khai thác tài nguyên, khoáng sản và khoảng 40 ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dù các ngành nghề này đầu tư ở địa bàn ưu đãi đầu tư. Đồng thời chính sách ưu đãi về ngành nghề, địa bàn đầu tư sẽ do chính phủ quy định chi tiết. Thưa quý vị, giá xăng dầu vừa giảm hôm 18 tháng 8, thị trường chưa kịp phản ứng thì lại có nguy cơ tăng trong thời gian tới. Lý do là vì chi phí định mức kinh doanh xăng dầu, gồm cả chiết khấu cho đại lý và chi phí cho doanh nghiệp đầu mối lại đang được các doanh nghiệp đề xuất tăng thêm. Theo thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã có báo cáo rà soát chi phí định mức kinh doanh xăng dầu. Trong đó, các doanh nghiệp đề xuất tính thêm vào chi phí này các khoản phí hao hụt nhập khẩu, vận chuyển, lãi vay. Mức hiện nay là 860 đồng một lít xăng, khoản này cố định trong cơ cấu giá xăng. Nếu đề xuất này được chấp thuận thì có thể khiến giá xăng buộc phải tăng lên. Trong khi đó, quy định là doanh nghiệp đầu mối không được chi chiết khấu cho đại lý quá 50% chi phí định mức. Thế nhưng thực tế thì lại khác. Mức chiết khấu mới nhất mà các đại lý được hưởng tới 800 đồng một lít xăng, trước đó cũng khoảng từ 600 đến 700 đồng một lít. Tình trạng xe chở hàng container quá cảnh bị ùn ứ tại các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Sa Mát tỉnh Tây Ninh đã gây bức xúc cho các doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là các doanh nghiệp đã ký hợp đồng dài hạn với các công ty tại Campuchia. Nguyên nhân của tình trạng này là do tỉnh Tây Ninh đã thực hiện việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra vào cửa khẩu, mà theo đánh giá của doanh nghiệp là mức phí này quá cao. Điểm đáng chú ý là những căn cứ của tỉnh Tây Ninh đưa ra để đưa ra mức phí này lại đi ngược với các thông tư của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam. Đây là quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu Mộc Bài, Sa Mát. Theo quyết định này, thì các phương tiện vận tải quá cảnh chở hàng hóa được thu phí từ 800.000 đồng một lượt đến 2.500.000 đồng một lượt, tùy theo tải trọng và hàng hóa. Trả lời về những căn cứ để Tây Ninh áp dụng mức thu phí này, ông Huỳnh Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng quyết định của tỉnh đều dựa trên những quyết định, thông tư của nhà nước. Thực hiện theo cái quyết định 72 của Thủ tướng Chính phủ năm 2003 và thông tư 01, thông tư 02 của Bộ Tài chính đầu năm 2004. Thì trong đó có quy định cái thu phí cửa khẩu, thu phí ra vào cửa khẩu để chuẩn bị thực hiện tốt cái việc thu này, thực hiện cái này cho nó tốt. Thì tỉnh, lãnh ủy ban tỉnh đã cử một cái đoàn công tác đến học tập và kinh nghiệm
của các tỉnh phía Bắc được biết đã thu từ năm 2012. Tuy nhiên, một trong những điều Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh không đề cập đến khi đưa ra những căn cứ để ban hành những quy định mức thu phí, đó là hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia và thông tư số 08 của Bộ Công Thương được ban hành năm 2009. Trong đó đã thỏa thuận hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho việc quá cảnh và không gây trở ngại về thời gian, không ban hành những quy định gây trở ngại không cần thiết trong quá trình quá cảnh hoặc thu các khoản phí không cần thiết. Theo quan điểm của tôi đó, việc Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành nghị quyết này với mức thu phí quá cao đó đã vô tình đi ngược lại với những nguyên tắc cơ bản của điều ước quốc tế mà Việt Nam chúng ta tham gia ký kết, và đi ngược lại những cái nguyên tắc tại cái pháp lệnh phí và lệ phí của được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào năm 2001 và các cái văn bản có giá trị pháp lý cao hơn nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Theo quyết định này thì ngoài cái việc mà thu phí để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh là sử dụng cái khoản phí này để đầu tư các cái công trình quan trọng khác của địa phương. Nếu quy định như thế này thì nó trái với cái pháp lệnh phí và lệ phí. Bởi vì cái phí là anh chỉ được thu trong một thời hạn nhất định với mức thu phù hợp để mục đích là để hoàn vốn cho cái công trình mà anh đã đầu tư. Thực tế cho thấy, sau 4 ngày bất ngờ triển khai thu phí, nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đã không kịp trở tay. Ông Alex, chủ doanh nghiệp may mặc tại Campuchia, đã phải mang tiền qua Việt Nam gấp để đóng phí, giải phóng cho hơn 40 container nằm ứ động 4 ngày qua nhằm kịp tiến độ sản xuất. Về trước đây thì là mình chọn cái đường Việt Nam để mà quá cảnh hàng hóa đi, thì cái thứ nhất là được sự giúp đỡ của Việt Nam đã cho phép cho doanh nghiệp Campuchia để tạo thuận tiện hơn, thời gian được rút ngắn và giá thành không cao lắm, thì mọi người đều chọn cái đường mà ở Việt Nam để quá cảnh đi tiếp qua Campuchia. Nhưng mà trường hợp nếu mà phí như vậy thì tất cả doanh nghiệp bên đó sẽ chịu không nổi. Vấn đề thu phí này là doanh nghiệp sau khi nắm được tình hình này thì doanh nghiệp phải tự tính toán cái việc mà thực hiện của mình thôi. Trong 4 ngày, từ ngày 16 tháng 8 đến 17 giờ chiều nay, cửa khẩu Mộc Bài thu gần 600 triệu, một hiệu quả tức thì từ quyết định của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. Hiệu quả kinh tế thì thấy rõ, nhưng những thiệt hại cho các doanh nghiệp thì chưa thể tính hết. Chuyển sang các thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh Ebola tại Việt Nam. Văn phòng đáp ứng khẩn cấp Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thông báo trường hợp hành khách người Nigeria có biểu hiện sốt nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất cụ thể như sau. Chiều ngày 19 tháng 8, trên chuyến bay số QR964 đi từ Qatar tới Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, có hai hành khách quốc tịch Nigeria xuất cảnh từ Nigeria ngày 18 tháng 8 có biểu hiện sốt, ngoài ra chưa phát hiện có triệu chứng khác. Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Pasteur và ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành các thủ tục xử lý cách ly theo đúng quy định và chuyển hai hành khách trên đến khu vực cách ly của Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi, kiểm tra, chăm sóc sức khỏe theo quy định. Cục Y tế Dự phòng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam để gửi mẫu xét nghiệm. Bộ Y tế cũng đề nghị những hành khách đi cùng chuyến bay trên chủ động tới các cơ sở y tế nơi gần nhất để kiểm tra. Trước diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh do virus Ebola có thể xâm nhập vào các địa phương qua các cửa khẩu, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ebola. Tăng cường giám sát phát hiện tại cửa khẩu, thực hiện kiểm tra sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola tại khu vực cửa khẩu, thông qua sử dụng máy theo dõi thân nhiệt từ xa. Đối với các cửa khẩu tiểu ngạch, sử dụng máy theo dõi thân nhiệt cầm tay, tổ chức khám, cách ly và xử lý y tế theo quy định. Tỉnh triển khai việc khai báo y tế tại các cửa khẩu với người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời dịch bệnh trên địa bàn, nhất là nhóm công nhân Việt Nam đi công tác, lao động, học tập trở về từ vùng có dịch. Ngày 19 tháng 7 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Đài truyền hình Việt Nam đã ký biên bản thỏa thuận chọn nhà đầu tư vấn dự án đầu tư xây tháp truyền hình Việt Nam. Lễ ký kết này là bước khởi đầu cho việc xây dựng một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực truyền hình tại Việt Nam. Sự ra đời của tháp truyền hình Việt Nam cũng được dự báo sẽ đem lại những ảnh hưởng to lớn đối với du lịch, đầu tư và xã hội của những khu vực lân cận. Theo nội dung bản thỏa thuận, Đài truyền hình Việt Nam chọn công ty Nikken Sekkei của Nhật Bản
làm đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng tháp truyền hình Việt Nam. Tháp truyền hình Việt Nam dự kiến sẽ được đặt tại trung tâm đô thị mới Tây Hồ Tây, Hà Nội với tổng diện tích đầu tư vào khoảng 14 ha. Tôi hy vọng đến năm 2020, Việt Nam sẽ có một cái công trình tháp truyền hình hàng đầu ở châu Á và của thế giới, cả về quy mô, độ cao và về công nghệ, sẽ đạt được các hiệu quả về kinh tế du lịch và truyền dẫn phát sóng, truyền hình và phát thanh. Tôi cũng tin rằng công trình kiến trúc đặc biệt này sẽ còn mang một ý nghĩa biểu tượng rất là nổi bật, tương xứng với một thủ đô Hà Nội và một đất nước Việt Nam đang vươn lên ở một thời kỳ phát triển mới. Tại nhiều nước trên thế giới, tháp truyền hình là công trình kiến trúc nổi bật mang tầm cỡ quốc gia, có sức thu hút đặc biệt về du lịch. Trong tuần đầu tiên sau khi mở cửa, tháp Skytree đã đón 1,6 triệu lượt khách tham quan và trở thành một trong những biểu tượng cho thành phố Tokyo. Công trình tháp truyền hình Việt Nam được kỳ vọng sẽ đem lại những hiệu ứng tích cực tương tự, góp phần thúc đẩy du lịch, đầu tư kinh tế cho thành phố Hà Nội và các vùng phụ cận. Đàm phán giữa Israel và Palestine về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại dải Gaza đã bị đổ vỡ sau khi phái đoàn Israel rút về nước với cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas đã vi phạm lệnh ngừng bắn 24 giờ vừa đạt được giữa hai bên. Phát biểu trước báo giới, trưởng phái đoàn chung của Palestine ở Cairo, người tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Israel, ông Azam Al-Ahmad cho biết, đàm phán không đạt được tiến triển nào trong khi tình hình ngày càng khó khăn hơn. Hiện chưa rõ phái đoàn Israel có quay trở lại Cairo hoặc có ý định nối lại các cuộc đàm phán với Palestine về thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza hay không. Trong ngày hôm qua, quân đội Israel đã tiến hành ít nhất 4 cuộc không kích vào dải Gaza sau khi cáo buộc các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas bắn 3 quả rocket vào miền nam Israel chỉ vài giờ trước khi hết hiệu lực của lệnh ngừng bắn vừa mới được gia hạn. Quân đội chính phủ Ukraine đã tái chiếm một số khu vực của thành phố Lugansk, thành trì của lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine. Phát ngôn viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Andriy Lysenko cho biết, quân đội Ukraine đã chiếm lại một khu dân cư tại Lugansk. Giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và các tay súng chống đối đã diễn ra trên nhiều tuyến phố, trong đó có khu vực trung tâm thành phố. Trong khi đó, các binh sĩ chính phủ cũng đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào các cứ điểm của lực lượng nổi dậy ở thành phố Donetsk. Quân đội Ukraine đã tiến sát thị trấn Yasono-Tayavia, trung tâm đường sắt chiến lược của các tay súng ở Donetsk. Cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine đã khiến hàng nghìn người dân nước này ở tại tỉnh Donetsk và Lugansk phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Một trại tị nạn tạm thời đã được lập nên ở vùng Rostov của Nga, cách không xa biên giới Ukraine. Ở đây, những người Ukraine trốn chạy khỏi vùng chiến sự đã có một nơi trú chân tạm thời. Nhưng trước mắt họ vẫn là tương lai không mấy sáng sủa. Anh Roman Dabchak, một thợ mỏ, đã phải bỏ lại tất cả ở Lugansk để đến trại tị nạn này lánh nạn vì các cuộc xung đột liên miên giữa chính phủ Kiev và lực lượng nổi dậy ở miền đông. Chính phủ Nga đã cho phép họ trú chân tạm thời ở đây, trong khi chờ đợi một giải pháp hòa bình giữa quân đội và lực lượng nổi dậy. Họ đang chờ đợi trong tuyệt vọng, và từ sâu trong tâm trí mình, họ không bao giờ mong muốn tình trạng xung đột này diễn ra. Chúng tôi chẳng có gì, không có việc làm, không có tiền, không có nơi nào để sống. Chúng tôi biết đi đâu. Những gì chúng tôi tích góp được trong suốt 20 năm qua đã chẳng còn gì. Thế không đáng buồn sao? Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi không làm nên điều đó, chúng tôi đã phải bỏ lại tất cả, có thể sẽ chẳng còn gì cho chúng tôi nữa. 4 tháng xung đột giữa lực lượng nổi dậy và quân chính phủ Ukraine đã tạo ra thảm cảnh nhân đạo tại khu vực miền đông. Người ở lại các thành phố Lugansk và Donetsk thì sống trong cảnh thiếu điện, nước và nhu yếu phẩm. Những người ra đi vì lý do an ninh thì phải đối mặt với tương lai bất định. Theo con số thống kê của Liên Hợp Quốc, hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột. Nhiều người muốn ở lại Nga cho tới khi vấn đề miền đông Ukraine được giải quyết. Tôi chỉ muốn đến gần vùng Krasnodar. Chị tôi sống ở Sochi. Tôi muốn đến đó để thử xem như thế nào. Tôi muốn tìm một công việc để làm và sống một cuộc sống bình dị cho tới khi tất cả được giải quyết. Ukraine và Nga có chung đường biên giới dài. Ở khu vực phía đông Ukraine, tiếng Nga là ngôn ngữ thông dụng. Người dân hai nước chia sẻ những giá trị chung về tôn giáo và văn hóa. Chính quyền Ukraine cáo buộc nước Nga hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy ở miền đông, nhưng Moscow kiên quyết bác bỏ lời buộc tội này. Những thông tin trên cũng đã tạm khép lại bản tin 10 giờ hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các bản tin của chúng tôi trên trang web vtv4.vn hoặc trên trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.